Tắt tắt nhạc cho anh đấy. Bà đến đây này, bà đến đây đứng này bà. Có bà quê đâu bà? Yên Bái. Yên Bái hả? Ủa Lào Cai Yên Bái mà vào tận trong đây quay phim luôn hả? À vào tận trong đây vào tận trong đây bán vé số luôn hả? Và vào đây lâu chưa? Vào từ tháng 2. Từ tháng 2 đến bây giờ hả? Nay tháng 4 rồi hả? Bán vé, bà bán vé số lâu chưa? Mới bán đi 21 đi bán. 21 hả? 21 tháng 2. Yên Bái, Lào Cai, Yên Bái đấy đúng không? Lào Cai, Yên Bái, mấy ngày mới tới đây. Mấy ngày à? Giờ bà đang ở đâu? Ở bên chợ Bình Thành nhá. Chợ Bình Thành nhá hả? Có con cháu gì ở đây không? Không, đi với con nó không có mắt. Rồi sao, rồi sao? Thế con nó đi hát trường khuyết tật, đi khắp đất nước ấy. À, đi hát trường khuyết tật hả? Ờ, bà em nó về rủ đi. Rủ đi bán về. Bao nhiêu đứa này? Bà có mấy đứa con? Hai cháu. Hai cháu hả? Hai cháu à, cháu lớn nhất bao nhiêu tuổi rồi? Tháng nay thằng lớn tới 46 rồi. 46 rồi. Con gái 40. Nhưng mà con cái là có bị ấy không? Có bị khuyết tật không? Không. Có nghĩa là nó vẫn bình thường đúng không? Ừ, nó to cao. Nào to cao. Mà sao bà thấp vậy? Vậy sao nhiều anh ở xa đó về nó cứ bảo đấy bà ấy sao nó cãi nhau. Nó cãi nhau sao ngủ đấy một đêm em nó thật cái tối. À. Sao là thì là thật hay dối là sao? Đấy kiểu bảo là ông như vậy, ông làm gì ông lấy bà ấy. Tại sao anh không tin thằng ấy tin? À. Nó cứ ngủ cho ấy một đêm xem thật hay dối á. Nó tới đi bộ đội về mà. À. Ừ. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 67 rồi. 67 tuổi rồi. Ừ. Còn đi bán vé số. Giờ họ còn 100, còn 85 tuổi. 85 tuổi người ta còn đi bán được mà đúng không? Mình chưa ấy, bọn thanh niên nó cướp của bà ấy. Chứ trời ấy, họ hô lên nó bắt thằng cái anh gần chết. À, nó cướp vé số hả? Nó cướp vé số của bà ấy. Nó khóc ấy, khóc không đi được. Nó không kêu bảo, nó giật của tôi rồi. Hay là đuổi nó đánh vào. À. Mất dạy quá. Nó cướp vé số luôn. Làm ăn như đây là bắt đạt các cụ. Các cụ đi làm khổ rồi chớ mà nó đi nữa còn cướp vé số nữa. Có ngày bán có 50 tờ thôi. Ủa ngày bà bán có 50 tờ thôi hả? Ờ, phải không bán được. Ủa con trai bà đi hát cho trường khuyết tật đó hả? Ai? Con trai á? Không, nhà tớ ở nhà các cháu đã, các em nó đang làm đi. À, sao bảo đứa nào đi hát cho trường khuyết tật? Thế em bé cháu con em chú. À, cháu. À, bị mù hả? Mù. À. À, ngồi trên công ty à? Có công ty luôn hả? Cái chỗ công ty, chỗ cái thằng ấy, cái thằng Vĩnh Ngọc này nó ngồi đấy nó bán. À, có nghĩa là đi bán vé số hay bán gì? Nó bán vé số. Nó ngồi cái thất thất này, nó ai đi qua, nó thằng nó, ta mua. Hôm nọ còn có cái con cái, nó giật của nó mất 38 tờ. Giật mất 38 tờ? Con gái nó giật ấy. Xong rồi khóc, ông già bảo làm sao mà cháu khóc. Bảo cái bà ấy vừa mua cho cháu, bảo mua chẳng thấy đặt tiền cháu, đi mất rồi. Ông ngồi khóc, cháu còn đi, thế nào ông bảo về hết phần nào. Mất 38 tờ, ông cho này 500. Ừ, cho 500 à? Bà là bà thấp này là do từ lúc sinh ra đến giờ nó vậy luôn hả? Ừ, thế tới tất cả 12 anh em, 8 trai 4 gái thì là cứ đi những cái đất về, tới này với một thằng em cộng, thấp với nhau. Thế 12 anh em ai cũng thấp hay là có một mình bà thấp thôi? Mất 3 chị em. Cái này có phải là do chất độc màu da cam không ta? Không biết thế nào. Không biết lý do luôn à? Ừ, không biết lý do. Cứ kiểu cứ kêu các cụ ấy bảo. Ừ chưa? Đúng rồi, 5 tờ này. Tới kêu các cụ bảo chắc là các cụ này chưa chạy máy bay xuống hầm ấy. À, cái kiểu vào tranh thủ cho nên nó thấp vậy đúng không? Các cụ kiểu ăn sỏi ấy vậy? Ăn sỏi. Ăn sỏi. Đường trắng này con cái nó dài. Hồi xưa nó cũng đông nằm hầm. Vậy là được mấy đứa con là nó nào cũng cao hết đúng không? Ờ, nó giống nhà tớ cao lắm. Cao mà sao bảo là tí? Con trai tớ 60 cân mà, con gái 48 cân à. À, bà cao được 1m2 không? 1m27 phân. 1m27 phân hả? À.
đi bệnh viện nó đo là 1m27. Nhưng mà trong người có ốm đau bệnh tật gì không? Không, chỉ bị khớp thôi. Chỉ bị khớp, đau khớp hả? Đau khớp. Đau khớp từ già, từ già. Ê, tới có cháu đi tôn năm nay, cháu 26 tuổi. Nó cháu... đang học mà. Cháu đi tôn mà 26 tuổi. Ừ, à. Năm nay nó đang học đại học 5 năm ngoài. À. 5 năm ngoài. Vậy là cũng được cái chứ đâu đến nỗi nào đúng không? Nhưng mà chồng bà, ví dụ như ông ở nhà đó là cao bao nhiêu? Cao 1m6, 1m7. À, 1m6, 1m7. Ừ, năm nay ông ấy đi vài công cuộc đi về, thấy hát cái mất 2-3 năm. Mất rồi hả? Ừ, mất 2-3 năm. À, vậy là cái thời mất từ cái thời đi ở ngoài Quảng Trị đấy hả? Quảng Trị này bơi này, xong rồi là đánh nhau xong rồi mãi thì sau mất. Mất 2-3 năm rồi. Nuôi hai con, gả vợ gả chồng. Sao hai mấy đứa con? Sao mấy đứa con nó không nuôi bà, nó bắt bà để bà đi bán cái số này. Tớ đi này là đi về về lối già. Nó nuôi đứa nào nuôi con nhỏ lớn tiền lắm. À. Có nghĩa là đi học ở Hà Nội nha, mày tính tháng nào thì nào. Có nghĩa là mấy đứa con là ở nhà cũng không khá giả lắm cho nên là nó cũng nuôi con đôi cái nó rồi đúng không? Ừ. Mình giờ mình tới rồi nó mất công nhiều rồi chứ. Nuôi con cái nó đi học đi. Cháu ngoại năm nay đang học cấp 3, còn cháu nội nó học đại học. Bà ở đây ở nhà trọ hả? Ừ, ở nhà trọ ở trên. Ở chung với ai không? Đấy, hai ba cháu đây. Hai ba cháu luôn. Hai ba cháu đây. Thì là trên họ lấy 1,2 triệu một phòng. 1,2 triệu. Hai ba cháu thì là họ lấy có 600 thôi. À, nhưng mà ở bán một ngày được bao nhiêu tiền? Không thua đâu. Trước bán là được, bây giờ bán chậm lắm. Bán chậm lắm hả? À? Thế vậy bán thì tiền nhà trọ, tiền ăn nữa còn đâu nữa? Ừ, còn cũng đáng kể. Có hay về quê không bà? Có hay về quê không? Ờ, vừa lên đi. Mới về quê lên hả? Ờ. Năm ngoái bán là mấy tháng trong này là về quê này ăn Tết. À. Bảo là họ cứ một ngày lính là cứ bảo là bà đây bán Tết vừa được, thế họ vừa lì xì cho bà. Con cháu nó không nghe. À. Nó bảo bà mà quyết tâm ở đây là từ là sau là bà không bao giờ bà đi được nữa. Để là. Rồi nói chung là bán đến Tết thì về với con cháu chứ ở đây làm chi. Nó rung lắm. Tết ngày nào nhà nào cũng có con nó mổ. Đúng rồi. Anh em đến với Tết. Nhưng mà nhà mình có mổ heo không? Có chứ. Có phải mổ con ăn Tết với người ta đúng không? Có là năm nào cũng có 6-7 con. À. Anh em con cháu đến chơi. Cái đấy là con nhỏ nó còn cá. Bây giờ ví dụ về quê là hết bao nhiêu tiền về quê ra? Bây giờ là lên từ dưới lên đây là hết 700 cả bao ăn. À, 700 là cái bao ăn luôn. Còn Tết tớ về là 1,5 triệu bao ăn. 1,5 triệu luôn. Sơn La hả? Yên Bái. À, Yên Bái, Lào Cai, Yên Bái. Lào Cai, Yên Bái. 1,5 triệu là ngày Tết là nó giá gọi là gấp đôi đúng không? Gấp đôi luôn. Con xe có bố đồng chạy không đi. À. Người. Nó ngày Tết thôi. Cái giống mình bán vé số thì mình cũng mong ngày Tết. Ngày bà bán được bao nhiêu tờ? 200 thôi. Ngày bán 200, lời được bao nhiêu? 240. À, bán 200 tờ vé số lời được 240. Hôm nay bà cho con đi theo với. Uống nước cũng nổi à. Mang chai nước đi khỏi mất công. Uống nước không? Lấy nước cho. Ly nước làm chiều uống này bảo uống đi. Không, họ đi học thương hại thế, họ cho hay cho lắm. À. Họ cho cái này, họ cho mấy hộp cơm. À. Xong họ mời vào ăn trong quán bo tiền mà. À. Nó mệt không ăn được đâu. Nói chung là nhiều người họ cũng vẫn còn thương mình đúng không? Để thấy mình người ta thương đúng không? Nhiều người họ thương. Cho nước cho nôi, cho nhiều hôm ấy, cứ đi đến lúc nào thấy bảo vệ lại cho ông. À, có nghĩa là cơm cho ăn không hết rồi cho đúng không? Ừ, cái kiểu bố bảo vệ công thấp á. Đúng rồi, mấy ông bảo vệ lương thấp lắm. Thấp. Làm 12 tiếng rồi, tháng có 6-7 triệu à. Có 5 triệu, 4 triệu. Đúng rồi, tùy từng ca nữa, ca ngày, ca đêm nữa. Đúng rồi. Mà lắng như thế cứ ngồi ngoài bạn, chết cả người. Chỉ cần mà ví dụ ngó nghe cái là nó gọi liền à, có nghĩa là giống là buồn ngủ à, phải không? Ừ. Cứ bắt ngồi vậy. Bà đi về có xài điện thoại không? Có mà tớ không cầm đi đâu.
không cầm đi à? Không, ý con hỏi là số điện thoại của bà ấy. Không là... Bà ấy nhớ số của mình không? Không. Thế bà ở nhà trọ ở chỗ nào ra? À, cái mắt kính hôm trước cháy hả? Ừ. Tại chỗ hôm nay cháy. À, ở ngay cái chỗ mắt kính. Bà hay bán ở khu vực này thôi đúng không? Có đi đâu sao? Không, đi khác, đi theo mọi ông sang tận cái bãi bên kia đó. Đi qua cầu sang tận đây. Rồi học vào mây. Nhưng mà có nhớ đường về không trời? Khó chứ. Đi nhưng mà là mệt quá còn dám cái trở về. Đông vậy mệt quá. Quân xuất hai trên đường, à. Hơn cả đánh trận ngày xưa nữa đúng không? Ở nhà đây Nam mệt mệt chưa còn có thời gian nghỉ. À. Ra này cứ nhanh nữa, ế là chết. À, ế là phải đền đền à? Mấy giờ là mình phải trả lại vé số? Một giờ là phải trả lại. Một giờ phải trả lại ấy, hả? Ừ. Vậy là có nghĩa là mấy giờ mình lấy vé số về bán? Cái này tối nó đến nó giao cho. À, nó tới tận nhà giao luôn hả? Mang vào tận phòng giao. À. Mà thế mà không kịp là đến một giờ. Không có thể bán hết đến 4:30 là bắt đầu khóa sổ. À. Vậy thường thường có nào bị ế không? Không, tớ kiên trì lắm. Kiên trì lắm, bán cho bằng hết thì thôi đúng không? Hôm qua lúc mưa đã là 80 giờ đấy. Và cuối cùng tớ bớt bán hết tớ rồi. À. Và nhiều anh lúc bây giờ nó đi giả. Tớ không chơi giả, tớ bán bằng hết. Bán đấy. Bán đấy 4 giờ luôn đó. Ngồi tâm sự với bà tí. Bà cũng cũng vui tính mà đúng không bà? Ừ, đấy, ấy, ở đấy nhá. Rồi bà đi bán vui may mắn nha, nhanh hết nha. Nhanh hết.